Sư cho phép con hỏi, trong lớp Phật Pháp Nền Tảng, sư có nói là khi một vị Phật thọ ký cho một người sau này sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, thì vị đó trong kiếp đó phải là con người. Nhưng con lại nghe sư giảng Đức Phật thọ ký cho Vô Nalagiri sau này sẽ là một vị Phật tương lai, nên con có thắc mắc chỗ đó. Thì cái này đơn giản thôi nha. Là cái kiếp mà trở thành phải là người á, là chỉ kể ở cái kiếp đầu tiên thôi. Tức là vị Bồ Tát cái kiếp đầu tiên được thọ ký thì kiếp đó vị đó hoàn, vị đó phải là người. Còn sau đó, đó khi mà gặp các vị Phật tiếp theo, ví dụ như là Đức Phật của chúng ta đó, ngài gặp các vị chánh đẳng giác tiếp theo thì ngài hoàn toàn có thể ở trong hình hài của một cái loại chúng sanh khác, ví dụ như làm người hoặc là làm thú ha. Nhưng mà ở cái kiếp đầu tiên á, được thọ ký thì phải là người, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên là chắc có lẽ là qua câu hỏi khác.